Mình đi Hồng Kông được một lần và ghiền luôn cái vị ẩm thực của xứ cảnh thơm. Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ review một món ngon xứ cảnh thơm ngay trong lòng Bình Dương. Quán tên là Tiệm Ăn Hoa Ký ở khu Chánh Nghĩa Bình Dương. Quán khá là lâu năm rồi nha. Cá nhân mình thì mình thích món sủi cảo tôm khô giấm đen. Món này mình cũng hay ăn ở Đài Loan nhưng vị theo phong cách Hồng Kông sẽ có phần đậm đà thấm vị hơn nhiều. Món sủi cảo tôm chiên ở đây giòn giòn nhai rụt rụt trong miệng rất là thích đó nha. Ngoài ra bạn cũng không nên bỏ qua món rong biển cuộn thanh cua và bánh bao kim sa ngọt. Món ăn ở đây giá sẽ từ 35 đến 50 ngàn. Chỉ cần gọi 3 đến 4 món là no đứng dậy không nổi rồi đó nha. Nếu có dịp đến Bình Dương, các bạn hãy ghé quán này để ăn thử cho biết nha.